Diện của đối tác, xin kính mời ông Trần Nhật Thành, Chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng dân dụng và công nghiệp Delta sẽ có những lời chia sẻ trong những giây phút đầy ý nghĩa này. Xin trân trọng kính mời ông. Xin kính chào tất cả các quý khách quý có mặt hôm nay trong lễ khai trương trung tâm thương mại Hà Tĩnh. Hôm nay rất vinh dự, tôi được thay mặt cho tập thể các nhà thầu với tư cách là nhà tổng thầu tham gia xây dựng dự án. Và hôm nay chúng ta tham dự lễ khánh thành trung tâm thương mại và chỉ 2 tháng nữa thôi thì toàn bộ khu căn hộ cũng được khánh thành và đưa vào sử dụng. Với nhà thầu như chúng tôi là một đơn vị chuyên đi làm tổng thầu các dự án lớn, tập đoàn Delta đã thi công rất nhiều các dự án như là Golden City Hà Nội, Time City hay là dự án trung tâm dự án Liên Công Nguyễn Trí Thanh, hay là ngay gần đây chúng tôi cũng vừa mới khánh thành một cái dự án là Liên Công Trung Tự trung tâm thương mại. Hiện nay chúng tôi đang thi công các trung tâm thương mại khắp cả nước từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội với khoảng độ 20 dự án trung tâm thương mại tương tự như Liên Công Nguyễn Trí Thanh. Thế thì đối với dự án này tôi cũng có những tâm đắc riêng mà tôi thấy nó không giống các dự án khác, và hôm nay với tư cách của một người tham gia trực tiếp của dự án, biết kỹ từ trung tâm dự án, tôi cũng muốn có vài lời tâm sự với quý vị. Khi mà tôi được chủ đầu tư đại diện là ông tổng giám đốc Nguyễn Tử Vinh mời đến tham dự dự án ngay từ những ngày đầu, thì tôi có nói với Vinh như này: thực chất ấy, anh có một cái nhận định rất tốt, tôi là người đi thi công nhiều nơi rồi, thầu đến có lẽ đến phải đến 300 công trình trong cái cuộc đời thi công của tôi cho đến hôm nay, lớn nhỏ, lớn thì như Golden City đầu tư đến 20.000 tỷ đồng và nhỏ thì 100-200 tỷ đồng cũng có. Nhưng mà dự án của anh ấy, thì nếu anh dám đầu tư tử tế thì tôi làm với anh, còn không thì tôi hôm nay có từ mấy giờ đây thì tôi nói như thế, tức là chúng tôi phải giữ uy tín của nhà thầu tổng thầu chúng tôi. Và anh Minh có nói với tôi như này: một là tôi sẽ giới thiệu với anh những đơn vị mà tôi đã chọn làm tư vấn và thiết kế, trong đó đơn vị thiết kế là một đơn vị tương đối nổi tiếng của Singapore, tôi cũng đã quen với đơn vị này và cũng rất yên tâm. Thiết kế kết cấu là đơn vị BTW của Úc, cũng là một đơn vị mà trên phương trường chúng tôi rất là thông thuộc nhau, và có thể nói là những cái đơn vị ở top trên phương trường xây dựng bây giờ. Đơn vị quản lý dự án thì tôi cũng nói là anh chọn cho nó thực tế, tại vì mấy cái đơn vị lẹp nhẹm mới rồi trong quá trình làm mà nó rắc rối lắm. Thế thì anh đã giới thiệu với tôi 2 đơn vị quản lý dự án là đơn vị APAP và đơn vị Atelia. Atelia và APAP là những đơn vị cũng là những nhà quản lý rất chuyên nghiệp của Pháp, và chúng tôi cũng rất là quen biết nhau trong quá trình này. Thì tôi rất yên tâm và tôi đồng ý với mình rằng tôi sẵn sàng tôi nhận dự án. Tôi có hỏi anh thêm một câu nữa, mà với kinh nghiệm của một nhà tổng thầu thì rất hay gặp, tức là dự án anh muốn đầu tư ấy, chỉ có điều tôi vẫn gặp trong quá trình làm, các chủ đầu tư trong quá trình làm ấy thì thường bao giờ cũng nghĩ đến chuyện lợi nhuận và tìm cách rút bớt chất lượng vật liệu chỗ này chỗ kia, thiết bị chỗ này chỗ nọ, hoặc là giảm thiểu cái này cái kia. Nếu như anh đồng ý với tôi rằng tôi có thiết kế trong tay, tôi phải đảm bảo tôi thi công đúng như vậy và chỉ chất lượng chỉ có thể tốt hơn, chứ còn anh không được làm giảm đi giá trị của nó, thì anh Minh đồng ý rằng đúng với tư tưởng của anh. Và trong một cuộc họp với cả ban giám đốc dự án, với cả các anh quân đội bên ACC, thì các anh cũng quyết tâm rằng là dự án này các anh xây dựng cho chúng tôi nhưng tối đa khả năng các anh có thể có được để làm tốt. Và chúng tôi đã bắt tay xây dựng dự án từ những ngày đầu cho đến hôm nay. Thì tôi có thể tự hào nói rằng là dự án với tư cách tổng thầu đại diện cho các nhà thầu
tôi có thể nói rằng dự án đã được hoàn thành hoàn toàn đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà nước. Nhưng mà cũng như slogan của công ty chúng tôi, tập đoàn chúng tôi, cái đấy là việc đương nhiên mà nhà thầu nào ký kết các công trình cũng phải làm thôi. Nhưng cái mà chúng tôi muốn ấy là khi mà cư dân, khi mà những người sử dụng cái trung tâm thương mại hay là các cư dân đến ở trong tòa nhà, một cái cảm nhận cần thiết nhất ấy là họ phải cảm nhận được lương tâm của những người thợ xây dựng, của những người kỹ sư xây dựng đã xây dựng đến tòa nhà, họ sẽ cảm nhận được điều ấy cũng như những dự án mà chúng tôi đã làm. Không biết nói gì hơn, tôi xin cảm ơn và chúc tất cả quý khách có mặt hôm nay sức khỏe và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn.